Trần Gia Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần thì chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là ngày cuối năm 2023. Hôm nay là ngày 31 Tây tháng 12, tức là ngày mai chúng ta sẽ đón mừng năm mới, và tối ngày hôm nay sẽ là tối giao thừa. Thì ngày cuối năm này thì trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì Phong điểm qua và nói rằng nhân vật nào được chú ý nhất của năm 2023, và theo quan điểm chủ quan của TNP Channel, người này chính là cựu tổng thống 45 của Hoa Kỳ, tức là ông Donald Trump. Tôi với TNP Channel thì tôi cho rằng ông là Man of the Year của năm 2023. Và lý do tại sao, một lát tôi sẽ giải thích, và đồng thời cũng điểm qua lại những cái sự kiện đáng chú ý nhất của năm 2023. Thì đây sẽ là một trong những cái chi tiết mà của cái chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta nhân dịp ngày cuối năm. Ok quý vị, lý do mà tôi chọn ông Trump là Man of the Year năm 2023, bởi vì căn cứ trên tất cả những cái bản tin cho tới những cái bàn ra tán vào, những cái thảo luận, những cái phân tích của giới truyền thông, giới chính trị gia và kể cả công chúng Hoa Kỳ, thì người được nhắc nhở nhiều nhất năm 2023 tức là cựu tổng thống Donald Trump. Ok quý vị, bắt đầu từ tháng Giêng thì đã có một cái màu sắc và nó kéo dài cho tới bây giờ, gần như là cái tên của ông chiếm hết trên tất cả các diễn đàn, và những ngày cuối năm thì tên của ông lại được nhắc nhở nhiều hơn nữa. Sau khi mà có một số những cái tin tức mà liên quan tới cái vụ lá phiếu bầu của ông. Và quý vị, đó là những gì mà tôi nhắc lại. Bắt đầu từ tháng Giêng, sau khi mà ngày 3 Tây tháng Giêng, Đảng Cộng Hòa chính thức nắm lại quyền đa số ở Hạ Viện, thì quý vị, đương nhiên cái việc đáng chú ý nhất là tháng Giêng là của Kevin McCarthy. Nhưng mà thời điểm này thì cũng là thời điểm mà tất cả mọi người đều chú ý vào ông Trump. Quý vị còn nhớ là ngày 3 Tây tháng Giêng năm 2023, thì ngày đó là ngày đầu tiên nhóm họp của Hạ Viện của năm 2023. Và trong ngày hôm đó thì đã bầu chọn ra cái chức chủ tịch của Hạ Viện sau khi bà Nancy Pelosi đã bị hết nhiệm kỳ. Và kết quả thì nó kéo dài một tuần lễ hơn, tổng cộng mười mấy lần bầu cử, thì Kevin McCarthy đã chiếm được cái quyền đầy đủ túc số để trở thành chủ tịch của Hạ Viện. Đó là câu chuyện của tháng Giêng năm 2023. Quý vị còn nhớ thì trọn tháng Giêng có lẽ là McCarthy được nhắc nhiều nhất. Tuy nhiên thì quý vị, người ta lại chú ý tới cựu tổng thống Trump trong tháng Giêng, là bởi vì lúc đó ai cũng coi ông Trump sẽ nêu tên người nào thì người đó sẽ chiến thắng sau khi mà ông chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của năm 2024. Thì quý vị, gần như là ông Trump giờ cuối cùng thì ông nhắc tới cái tên của Mike Johnson. Mike Johnson là một trong những lúc đó ông đã nhắc tới McCarthy thì đúng hơn, xin lỗi quý vị, sau này mới là cái tháng 10 mới là nhắc tới Mike Johnson. Thì lúc đó ông Trump đã đề cử McCarthy, và kết quả thì McCarthy đã chiến thắng. Và lúc đó thì gần như mọi người đều chú ý tới ông Trump, bởi vì ngay sau khi Đảng Cộng Hòa chiếm lại quyền đa số thì nhóm Freedom Caucus đã trở thành một tiếng nói rất mạnh ở trong Hạ Viện. Mặc dù họ chỉ có 20 mấy lá phiếu thôi, nhưng mà họ ảnh hưởng toàn bộ Hạ Viện. 20 mấy lá phiếu, và hầu hết những người nằm trong Freedom Caucus đều là phong trào MAGA, đều là những người mà ủng hộ cho cái chủ trương của ông Trump. Do đó, có thể nói là tháng riêng của tháng Giêng là McCarthy đã bắt đầu trở thành một trong những cái tên tuổi được nhắc nhiều nhất. Tuy nhiên, bước qua tháng 2, thì quý vị, bước qua tháng 2, đầu tiên hết, sau khi nắm lại quyền Hạ Viện, thì một số những cái dự luật và nghị quyết đã được đưa ra trong tháng Giêng đều nhắc tới ông Trump.
Trong đó thì quý vị còn nhớ những người mà đã nhắc tới ông Trump nhiều nhất là bà Tyler Green, bà Stefanik và kể cả Mark Gaetz là những người đã nhắc tới ông Trump. Trong đó họ yêu cầu là phải mở hồ sơ lại với cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1. Họ yêu cầu là phải họ đưa hai cái nghị quyết, và hai cái nghị quyết này là nhằm để mà vô hiệu hóa cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1. Trong đó bao gồm hai cái nghị quyết của bà Tyler Green đưa ra là xóa đi cái cuộc đàn hạch thứ nhất đối với cựu tổng thống Trump. Và bà Stefanik là người đưa ra cái nghị quyết thứ hai là xóa luôn cuộc đàn hạch thứ hai đối với lại cựu tổng thống Donald Trump sau khi mà Đảng Cộng hòa nắm lại Hạ viện và muốn vô hiệu hóa những kết luận của cái quỹ ban mà bà Nancy Pelosi trước đó đã lập ra là quỹ ban ngày 6 tháng 1 để tấn công vào cá nhân cựu tổng thống Trump. Và quý vị, tháng 2, tháng 3 thì hai cái nghị quyết này đã được đưa ra. Tuy nhiên, đầu tháng 4 thì cả một cái nước Mỹ đều bị sốc, tức là để bị sửng sốt sau khi mà công tố viên Alvin Bragg ở tại Manhattan đã chính thức truy tố ông Trump 34 tội danh liên quan tới một cái vụ án dân sự ông ta biến thành hình sự, trong đó là liên quan tới cái vụ mà của Stormy Daniels, tức là cái cô mà đóng phim Người Lớn. Và cô này thì đã có lem nhem tiền bạc với lại luật sư cũ của cựu tổng thống Trump là Michael Cohen. Thì quý vị, cái việc mà Michael Cohen tiền bạc với lại cô này thì bây giờ Alvin Bragg quy vào đầu của tổng thống Trump và biến nó từ một cái tội dân sự, một cái vụ án dân sự thành một cái vụ án hình sự. Và việc này là chấn động cả nước Mỹ đầu tháng 4. Chấn động cả nước Mỹ, lần đầu tiên một tổng thống bị truy tố tội hình sự. Và lần đầu tiên trong nước Mỹ, hệ thống pháp luật của nước Mỹ đã bị biến dạng, một vụ án dân sự biến thành một vụ án hình sự. Và quý vị, gần như trong trọn tháng 4 là người ta nói ra nói vô rất nhiều cái vụ án này, và người ta thấy rõ đây là vụ án mang tính chất chính trị. Tại vì cái việc mà Michael Cohen đưa tiền cho Stormy Daniels để bịt miệng trong cái giai đoạn mà 2016 khi ông Trump tranh cử đó quý vị, là hành động riêng của ông luật sư này với lại cô Stormy Daniels. Và sau đó ông ta gửi hóa đơn tính tiền với ông Trump. Nhưng bây giờ thì Alvin Bragg, tức là công tố viên của Manhattan, đã cố tình nói rằng là ông Trump đưa tiền bịt miệng bà Stormy Daniels và khởi kiện ông 34 tội danh liên quan tới hình sự. Thì quý vị, đây là lần đầu tiên và cả nước Mỹ gần như là sửng sốt với chuyện này. Rồi chưa hết quý vị, bước qua một tháng sau. Một tháng sau thì quý vị, lại thêm một vụ án nữa nhắm vào ông Trump. Đó là một cái vụ án hình sự mà lúc đó thì cái bà mà khởi kiện ông Trump, bà ta đã thắng được cái vụ kiện này. Thì quý vị, vụ án hình về dân sự giữa ông Trump với người phụ nữ này cũng đã gây chú ý cho tất cả giới truyền thông. Và liên tiếp những tháng sau đó, tức là tháng 6, tháng 7, tháng 8, thì chúng ta lại chứng kiến được những cái đòn pháp lý mà phía những kẻ thù của ông Trump, nói là bên Đảng Dân Chủ thì cũng đúng, và nhưng có những kẻ không nằm trong Đảng Dân Chủ luôn. Những cái đòn pháp lý đó nhắm vào ông Trump, liên tục những cáo trạng đã được tung ra, nhắm thẳng vào ông Trump. Trong đó thì cái vụ mà điều tra về cái tập hồ sơ mật của ông Trump giữ ở tại Mar-a-Lago, thì ông Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ và là công cụ đắc lực của Joe Biden, đã bổ nhiệm Jack Smith làm công tố viên đặc biệt để điều tra về cái hồ sơ lưu trữ các cái tập hồ sơ tài liệu của ông Trump. Thì cùng lúc này quý vị thấy là người ta phanh phui ra được Joe Biden cũng giữ những tập tài liệu ở những nơi thiếu an toàn, từ ở trong chiếc xe của ông ta cho tới cái garage, cho tới cái viện chiến lược mà trường đại học University Pennsylvania đã mở ra giúp cho ông ta. Thì quý vị, cùng một lượt thì xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, người ta vẫn tập trung vào cái tập hồ sơ mật mà ông Trump đã giữ tại Mar-a-Lago, tập hồ sơ mà ông Trump đã cho giải mật trước khi ông rời khỏi ghế tổng thống. Thì bây giờ nó nói ông giữ tập tài liệu mật một cách không chính đáng và có những tài liệu mà nó cho rằng là chưa được giải mật. Và quý vị, Jack Smith đã là truy tố ông Trump. Rồi tiếp đến quý vị, Jack Smith lại mở hồ sơ truy tố ông Trump dựa trên cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 và cho tới ngày hôm nay. Thì người ta bất ngờ là cái biến cố này nó không có liên can gì tới ông Trump, nhưng bây giờ nó buộc tội ông Trump là liên quan tới cái cuộc nổi loạn của hơn 100 năm trước.
hơn 100 năm trước, tức là cái cuộc nội chiến của Hoa Kỳ. Bây giờ nó dùng cái này nó trói ông Trump vào cái cuộc nội chiến của Hoa Kỳ hơn 100 năm trước để mà nó truy tố ông Trump. Rồi chưa hết quý vị, cái câu chuyện này nó vẫn chưa gây sốc mọi người. Mà vì ai cũng biết được là Jack Smith là người do Merrick Garland bổ nhiệm, và Merrick Garland thì là phải đuổi tận diệt tuyệt đối với ông Trump. Do đó, ông ta đã bổ nhiệm cho Jack Smith làm công tố viên đặc biệt, và Jack Smith đã không từ bỏ bất kỳ một thủ đoạn nào để mà truy tố ông Trump, và mở luôn cả một cái hồ sơ cáo buộc ông Trump về tội âm mưu lật đổ chính quyền Hoa Kỳ, âm mưu nổi loạn. Và Jack Smith đã nộp đơn ở Washington DC, và nơi đây chỉ có một quan tòa duy nhất của liên bang là bà Chugan. Bà này được xem là một kẻ rất là khuynh tả và có một cái thái độ rất là thù ghét đối với là những người ủng hộ cho ông Trump. Tất cả những ai can dự vào biến cố ngày 6 tháng 1 đều bị bà ta kết án rất nặng nề. Bà ta trở thành chánh án trong cái vụ án này. Thì quý vị, câu chuyện này đã khiến cho gần như dân Mỹ bất ngờ. Thứ nhất là một cái vụ án vô duyên ở chỗ là ông Trump chưa có hề bị bất cứ một cái gì liên quan tới ngày 6 tháng 1. Nhưng mà quý vị, nó lại sợ ông Trump, gần như là lúc đó ông Trump đã có cái rating cao rồi. Và càng khi mà có những cái cáo trạng đưa ra thì ông Trump lại càng có điểm cao hơn. Và khi mà cái câu chuyện này xảy ra thì mọi người đã bất ngờ. Cùng một lượt, cùng trong mùa hè năm nay, tức là từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, thì tại Georgia là bà Fannie Willis, một công tố viên ở địa phương, cũng khởi tố ông Trump về tội âm mưu lật đổ trong kết quả bầu cử năm 2020 dựa trên luật tiểu bang, không phải là của liên bang. Và quý vị, lại thêm một cáo trạng nữa nhắm vào ông Trump. Và tổng cộng từ đầu năm cho tới bây giờ là có 4 cáo trạng nhắm vào ông Trump với tổng cộng là 91 tội danh. Và tấm hình mugshot mà ông Trump chụp khi mà tới làm giấy tờ để mà nhận cáo trạng đó quý vị, nó trở thành một cái sự kiện được là gọi là mà tạo được cái trend rất lớn trên mạng xã hội. Tức là tất cả mọi người đều đi tìm kiếm cái tấm hình mugshot mà ông Trump đã chụp ở tại Georgia. Và gần như là ông Trump đã đáp ứng tất cả những thủ tục pháp lý cần thiết để mà bắt đầu đối đầu với các cái cuộc chiến về pháp lý. Gần như là quý vị, toàn bộ giới truyền thông đều chú ý vào ông Trump trong cái mùa hè năm nay. Trong cái mùa hè năm nay và từ tháng Giêng cho tới tháng 9, gần như là mỗi một ngày, không ít thì nhiều, trên bất kỳ một đài truyền hình nào đều nhắc nhở tên ông Trump ít nhất một lần. Dù bất cứ là chuyện tốt hay chuyện xấu, họ đều nhấn mạnh tới cái tên của ông Trump rất là nhiều. Thì quý vị, cái điều này thì nó có hai mặt một đồng tiền. Mặc dù những cái tin rất là tiêu cực, nhưng ngược lại, nó lại đóng góp rất lớn cho cái chiến dịch tranh cử của ông. Cứ mỗi một cái cáo trạng được tung ra thì mức điểm của ông lại tăng thêm một phần. Và gần như bây giờ ông gần như là người đã thống trị hết các khối cử tri trong đảng Cộng Hòa. Thì quý vị, năm 2023 có thể nói là năm mà ông Trump được nhắc nhở nhiều nhất. Cùng một lượt từ tháng 5 cho tới tháng 10, ông Trump đã liên tục gây ra một cái cuộc tranh cãi lớn khi mà đài truyền hình CNN lần đầu tiên phỏng vấn lại ông Trump kể từ khi ông trở thành tổng thống và rời khỏi ghế tổng thống cho tới bây giờ. Thì lần đầu tiên cái đài này là đài khuynh tả đã cho cuộc mở cuộc phỏng vấn với ông Trump, và cuộc phỏng vấn này đã tạo một cái rating lượng view khổng lồ cho CNN. Bình thường CNN ở cái giờ prime time của họ là có khoảng 800.000 người coi. Tôi cao nhất là 800.000 người coi, trung bình là 600.000, 500.000, 600.000, 700.000. Như là và cái mức cao nhất là 800.000 người. Nhưng mà cái đêm mà họ chiếu cái cuộc phỏng vấn với ông Trump, tổng cộng họ có hơn 3 triệu view coi trực tiếp. Tức là lúc đó, coi ngay lúc đó đó quý vị, coi trực tiếp, và sau đó thì rất là nhiều. Sau đó trên những cái platform khác thì CNN đã đạt được rất nhiều. Con số kỷ lục mà trong nhiều năm CNN chưa bao giờ có. Có thể nói là từ cái lúc mà CNN phỏng vấn Osama Bin Laden, lãnh đạo của mạng lưới Al-Qaeda khủng bố Hoa Kỳ, thì chưa bao giờ CNN đạt được cái rating cao giống như ông Trump đã xuất hiện. Và nó gây ra một cuộc tranh cãi lớn và nội bộ đánh nhau sùm, khiến cho
cái người mà chủ trương cho ông Trump được lên trên sóng của CNN đã phải nghỉ việc và bị sa thải, quý vị, là một cái cơn sóng rất lớn. Rồi chưa hết, ngay sau khi mà ông Trump xuất hiện thì ông lại xuất hiện lần thứ hai trên đài truyền hình NBC, cũng là một đài cánh tả. Thì quý vị, khi ông xuất hiện trên đài truyền hình NBC thì gần như là nó tương tự như CNN. Người phỏng vấn đã bị ông Trump, đã bị những kẻ mà ghét ông Trump tấn công tối đa, đòi sa thải, đòi cắt bỏ chương trình trong cái chương trình Meet the Press. Thì quý vị, nhưng mà bù lại, NBC lại có cái mức rating rất cao như chưa bao giờ có khi cuộc phỏng vấn được tung ra. Thì quý vị, điều này nó gây bất ngờ cho NBC. Tại vì NBC xưa nay họ mặc dù là khuynh tả nhưng mà họ không quá cực đoan giống như MSNBC. Thì khi mà cái người phỏng vấn dí ông Trump và cố gắng dùng cái fact check với ông Trump thì cuối cùng họ chào thua, tại vì ông Trump đang nói tới những cái chính sách của ông. Mặc dù ông có nhắc lại một phần nào cái cuộc bầu cử năm 2020 và những cái trò gọi là pháp lý rượt ổng của Bộ Tư pháp, nhưng chủ yếu của ông là nói về cái chính sách của ông đang tái tranh cử. Thì coi như là cái fact check của NBC không làm được gì ông Trump hết, tại vì ông đang nói về chuyện của tương lai. Ông ít nói chứ. Thì quý vị, NBC lại bị hố hạt. Tức là họ muốn sử dụng cái cuộc phỏng vấn với ông Trump để tiếp tục gọi là thứ nhất là kiếm view, thứ hai là lợi dụng những cái sơ hở trong lúc trả lời của ông Trump để tri tét bồ nhỏ. Nhưng cuối cùng thì họ lại thua. Là bởi ông Trump nhấn mạnh tới những chính sách và ông vạch ra tất cả những cái thất bại của Joe Biden. Và ông cho rằng chính cái nguyên nhân mà chính sách thất bại đối ngoại của Joe Biden dẫn tới cuộc chiến của Nga và Ukraine. Ông vạch ra cho thấy, ông nói dưới thời Obama, Crimea đã bị tấn công. Rồi dưới thời của ông, Putin không dám động quân. Nhưng mà dưới thời Joe Biden là ngay lập tức Putin động quân. Và không những Putin mà ngay cả Kim Jong-un cũng liên tục thử vũ khí nữa. Thì quý vị, NBC không bác bỏ được những sự thật này. Và cuối cùng quý vị, ông đã gây nổi đình nổi đám trong cuộc phỏng vấn với NBC. Nhưng cái cuộc phỏng vấn mà được xem là đảng Dân Chủ bàng hoàng nhất là cuộc phỏng vấn của đài Telemundo, một đài nói tiếng Spanish. Tại vì đài này được xem là cái đài lớn nhất của những người nói tiếng Spanish tại Hoa Kỳ. Đây là cái đài rất có ảnh hưởng. Ở bên đài mà nói tiếng Spanish thì có hai đài. Thứ nhất là Universal, thứ hai là Telemundo. À, ông lên đài Universal thì đúng hơn quý vị. Universal chứ không phải Telemundo. Hai đài lớn nhất của cái cộng đồng Spanish là Universal và Telemundo. Thì quý vị, Universal là cái đài đã chống ổng từ năm 2016, tại vì đài này có hợp tác với đài NBC. Và họ lúc đó quý vị, họ có một cái chương trình Hoa hậu do ông Trump tổ chức cộng tác với đài NBC. Nhưng mà khi ông ra tranh cử năm 2016 thì những lời phát biểu của ông vào trong lúc tranh cử, những đài này hủy bỏ hợp đồng với ông. Và đài Universal trở thành một cái đài chống ổng rất mạnh, chống ổng trong năm 2016, kéo dài tới 2020. Nhưng lần đầu tiên đài này đã cho phỏng vấn đối với ổng. Và cuộc phỏng vấn này là đảng Dân Chủ bàng hoàng nhất. Bởi vì lần đầu tiên một cái sân sau của họ, xưa nay họ tin tưởng là không bao giờ dành cho đối thủ của họ được tiếng nói, thì đài này đã làm. Và thứ hai, cái phản ứng. Ngay sau khi mà cái chương trình của ông Trump được tung ra, thì quý vị, đầu tiên hết là nhóm The View của ABC đã chỉ trích đài Universal là đã tạo cơ hội cho ông Trump lên nói láo này nọ tùm lum. Thì quý vị, điều đặc biệt là kích động, là cái chương trình The View của ABC kích động vô cùng để mà chỉ trích, chửi bới và đòi sa thải những người trong cái hệ thống của đài Universal. Kết quả thì quý vị, bất ngờ hầu hết những người Latino đều phản đối chương trình The View và cho rằng cái chương trình này đã bất công với đài Universal, bởi vì Universal dành toàn quyền cho các đối thủ chính trị có quyền có tiếng nói, đặc biệt Donald Trump là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa. Quý vị, câu chuyện này làm cho toàn bộ đảng Dân Chủ bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ họ không tưởng tượng được cái sân sau xưa nay cộng đồng Latino là thuộc quyền của họ bây giờ lại bị vỡ ra. Và lúc đó mấy các cái cơ quan truyền thông khác, kể cả một số những cái công ty truyền thông cánh hữu lẫn cánh tả, lật đật đi làm thăm dò, thì cái cuộc thăm dò làm cho họ còn té xuống đất nữa.
34% người Latino ủng hộ cho ông Trump. Con số chưa từng có một đời tổng thống nào của Đảng Cộng Hòa làm được. 34% người Latino ủng hộ cho ông Trump. Quý vị, nó làm cho Đảng Dân Chủ bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ là họ không tưởng tượng được là cái khối phiếu của họ xưa nay vững chắc nhất. Tại vì năm nào bầu cử, họ cũng tuyên bố ủng hộ cho di dân bất hợp pháp. Là họ nghĩ rằng đây là cái điều cần thiết nhất của cộng đồng Latino. Do đó họ sử dụng cái vấn đề di dân là trở thành cái tiêu điểm để lấy phiếu của người Latino. Bây giờ bất ngờ người Latino lại phản ứng với họ mà ủng hộ cho ông Trump. Thì đến lúc mà họ tìm, họ mới thấy rằng những người Latino, hey, chúng tôi là Latino, chúng tôi tới Mỹ hợp pháp, chúng tôi bảo lãnh cho gia đình phải chờ đợi theo quy tắc. Tại sao lại có những kẻ xông qua biên giới rồi được ở lại Mỹ? Quý vị, nó bất ngờ và dẫn tới hậu quả ngày hôm nay. Chính ông Joe Biden bây giờ phải phái ít nhất là một số nhân viên chủ chốt ông ta bay qua bên Mexico để giải quyết vấn đề di dân. Tại vì họ không mất khối phiếu của người Latino. Người Latino dần dần nghiêng cái khối phiếu đó bên Đảng Cộng Hòa và đặc biệt với lại ông Trump. Quý vị, câu chuyện này đã làm cho ông Trump nổi bật trong suốt mùa hè và mùa thu của năm 2023. Và kết quả thì tới tháng 10, quý vị đã thấy, cái cuộc tấn công bất ngờ ngày 7 tháng 10 thì Do Thái chiếm diễn đàn. Do Thái chiếm toàn bộ diễn đàn của tháng 10 khi mà xảy ra cái biến cố ở Trung Đông. Tuy nhiên quý vị, người ta vẫn trông chờ vào ông Trump và người ta nhìn lại ông Trump. Người ta nói tại sao dưới thời ông Trump không xảy ra những chuyện này. Dưới thời ông Trump cứng rắn với người Palestine. Ông cắt bỏ tất cả cái ngân sách dành cho tị nạn Palestine. Ông đóng đinh tất cả và không muốn tiếp xúc với người Palestine. Thì không xảy ra tình trạng này. Ngược lại, họ còn nhắc lại cái Abraham Accords. Tức là một cái hiệp ước chiến lược mà ông Trump đã thực hiện. 4 quốc gia Ả Rập kết nối ban giao với Do Thái. Năm 2020, người ta nhắc lại đó như một công trạng của ông Trump đã giúp tạo hòa bình ở tại Trung Đông. Và người ta nhìn thấy cái bất lực của Joe Biden. Thì quý vị, gần như là ông Trump đã chiếm diễn đàn chung với lại cái Do Thái trong cái biến cố, sau cái biến cố ngày 6 tháng 10. Nhưng mà những tháng gần đây thì ông Trump lại trở nên gọi là được nhắc nhở nhiều nhất. Sau khi mà bắt đầu có cái chiến dịch đòi loại trừ tên của ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu. Thì quý vị, những tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 12. Thì quý vị, bất ngờ Colorado và tiểu bang Maine là hai cái nơi đã quyết định loại trừ ông Trump. Tuy nhiên, những quyết định này nó vẫn trông chờ vào cái quyết định của tối cao pháp viện liên bang, tức là Scottet. Thì quý vị, ngược lại, bây giờ gần như các tiểu bang khác lật đật đóng đinh liền. Từ California qua tới Virginia, North Carolina cho tới Michigan, kể cả Minnesota, cái tiểu bang xanh lè này luôn, đều tuyên bố no, chúng tôi không bỏ tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu. Thì gần như mỗi một tháng ở Hoa Kỳ, không có cái đài nào, không có một cái cơ quan nào mà không nhắc tới tên ông Trump ít nhất một lần trong ngày. Trong bản tin mỗi ngày của họ, trong những cái bình luận của họ, đều không ít nhiều nhắc nhở tới tên ông Trump. Trong khi đó, song hành với lại cái vụ án của ông Trump là cái vụ án đàn hạch đối với Joe Biden. Thì nó tìm cách nó che hết. Chỉ có một số những đài truyền thông cánh hữu là đưa tin nhiều. Hoặc là một số cơ quan trung dung như là tờ Wall Street Journal thì còn đưa tin về cái vụ án của Hunter Biden với lại Joe Biden đang bị đàn hạch. Còn hầu hết các đài khác đều lướt qua. Mặc dù đây là cái vụ án chấn động trong lịch sử của nước Mỹ, lần đầu tiên có một gia đình tổng thống mà tham nhũng tới mức như vậy. Nhưng đám này nó đè lại hết. Cho nên cuối cùng quý vị, câu chuyện xét xử Hunter Biden và cái câu chuyện điều tra tham nhũng của Joe Biden nó được che đậy bởi đám truyền thông rất là nhiều. Nó được che đậy bởi đám truyền thông rất là nhiều. Cho đó, cuối cùng nó không gây ảnh hưởng được cái tiếng vang lớn bằng cái tên của Donald Trump. Do đó, tôi mới nói là Donald Trump đã trở thành một cái tên của năm 2023. Man of the Year. Tại vì gần như mỗi tháng, gần như mỗi tuần, không ít thì nhiều các đài đều phải nhắc nhở tới tên ông Trump. Mặc dù rằng họ biết nhắc tới tên ông Trump thì giúp cho ổng cái tên thuộc ổng lớn hơn. Nhưng mà họ ở tế không thể che được. Không thể che đậy được. Do đó cuối cùng thì ổng vẫn là người chiếm tất cả các diễn đàn.
mặc dù cái trang True Social của ổng không có nhiều người xem giống như là Facebook, Instagram hay là Platform X. Nhưng quý vị, tất cả những tên làm việc trong các cơ quan truyền thông đều mỗi ngày chầu trực ở trang True Social để xem những cái post của ổng ở trên đó và trích ra nhằm có thể đưa tin và tri tét cái tên tuổi của ổng. Do đó quý vị, những tên này mỗi ngày đều chầu trực vào True Social của ổng. Mặc dù cái trang mạng xã hội True Social của ổng không có nhiều người ghi danh giống như là những trang khác, nhưng mà kết quả thì cái trang đó là cái trang mà đám truyền thông canh me nhiều nhất, vào trong đó xem nhiều nhất. Thì quý vị thấy rõ ràng ông Trump đã tạo được cái trend năm 2023. Ông đã tạo được một cái trend lớn năm 2023 khiến cho cả nước Mỹ phải lùng bùng chạy theo ổng, nhất là những cái cáo trạng nhắm vào ổng, và nhất là những tháng cuối cùng này, cái việc mà cấm tên ông Trump trên lá phiếu bầu đã dẫn tới sự phẫn nộ của cả lưỡng đảng. Ngay cả đảng Dân Chủ cũng nói no, chúng tôi muốn đánh bại ông ta bằng lá phiếu, không phải bằng cái quyết định của tòa án hay tổng lý văn phòng. Quý vị, câu chuyện càng tới ngày cuối năm thì cái tên của Donald Trump lại nổi bật lên rất là nhiều. Gần như bây giờ các đài đều chầu chực chỉ cần phỏng vấn được Donald Trump thôi. Họ bất chấp sự phản đối và họ thấy được rằng sự phản đối càng lúc càng yếu ớt. Do đó bây giờ ông Trump chỉ cần gật đầu với một cơ quan truyền thông nào là tự nhiên họ sẽ đã tạo được rating. Do đó họ sẵn sàng propose đề nghị phỏng vấn ông Trump từ cánh hữu qua tới cánh tả. Thì quý vị, đặc biệt là năm 2023, ngoại trừ Donald Trump ra, thì những việc mà người ta chú ý nhất là việc mà của cái vụ án của Hunter Biden và ông Joe Biden. Tuy nhiên nó giống như tôi nói, nó bị đè nhiều. Mặc dù nó chỉ chú ý nổi bật trong một vài cái thông tin mà phía Hạ viện đưa ra sau khi họ tung những cái bằng chứng cho thấy những cái vấn đề tài chánh lem nhem trong gia đình của Joe Biden. Người mà gây chú ý nhất trong năm 2023 sau Donald Trump chính là Tucker Carlson. Tucker Carlson là người có cái rating cao nhất trong đài truyền hình Fox, bất ngờ bị Fox cắt bỏ hợp đồng. Cắt bỏ hợp đồng sau khi Fox thua kiện cho một cái đơn kiện. Thì quý vị, điều bất ngờ nhất là sự ra đi của Tucker Carlson đã khiến cho Fox thiệt hại rất nặng nề. Và cái việc sa thải Tucker Carlson đã trở thành một cái điểm chú ý nhất của toàn quốc. Được chú ý nhất của toàn quốc. Cùng một lượt quý vị, Don Lemon, nhân vật cực tả của đài CNN, cũng bị sa thải luôn và bị cắt bỏ cái chương trình Primetime luôn. Trong cùng một tháng, hai nhân vật nổi tiếng của cánh tả và cánh hữu đều bị sa thải bởi những công ty truyền thông được xem là có chỗ đứng ở trong giới truyền thông. Nhưng mà Tucker Carlson thì quay ra trở thành một trong những cái chương trình podcast nổi tiếng trên Platform X. Bây giờ cái chương trình của ổng được xem là có cái lượng view đông đảo nhất. Đông đảo nhất ở trên Platform X. Thì quý vị, ngoại trừ ông Trump ra thì cái trường hợp của Tucker Carlson đã trở thành nổi tiếng. Nhưng trong tháng 10 không phải chỉ có cái câu chuyện của Do Thái, mà cái câu chuyện của Kevin McCarthy bất ngờ bị kéo ra khỏi chức chủ tịch của Hạ viện cũng là những nhân vật gây chú ý trong cái mùa cuối năm. Thứ nhất, không ai tưởng tượng được chỉ có 8 phiếu của đảng Cộng Hòa có thể lôi McCarthy ra khỏi ghế của chủ tịch Hạ viện, và dẫn tới ngày hôm nay Kevin McCarthy chính thức rời khỏi quốc hội luôn. Tức là không còn là thành viên trong quốc hội nữa. Sau khi mà chuẩn bị có cuộc bầu cử vào tháng Giêng sắp tới liên quan tới cái ghế của Kevin McCarthy. Và nhân vật kế tiếp không ai biết thầm lặng trở thành nổi bật là Mike Johnson, đương kim chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Mike Johnson bắt đầu xuất hiện một cách bất ngờ, đoàn kết được đảng Cộng Hòa. Chưa bao giờ trong cái lịch sử của Hạ viện mà có một ông chủ tịch Hạ viện mà chỉ có bỏ phiếu một lần là đậu, và đậu với số phiếu gần như tuyệt đối của đảng, là Mike Johnson. Thì quý vị, những nhân vật này là những nhân vật được xem là đáng chú ý của năm 2023. Tuy nhiên vẫn là ông Trump là cái người được gây chú ý nhiều nhất. Và đương nhiên bên cạnh đó có một số những cái sự kiện mà tôi cho rằng là đáng chú ý của năm 2023. Tuy nhiên những sự kiện này chỉ nhá lên được một tháng, hai tháng rồi xẹp xuống thôi. Nó không được nhắc nhở liên tục giống như tên của Donald Trump trong suốt từ tháng 1 cho tới tháng 12 bây giờ. Thì quý vị, đương nhiên nếu mà nhìn ngược lại thì chúng ta thấy cái biến cố của Trung Đông đang là sự kiện nổi bật. Cuộc bầu cử của Đài Loan
cũng đang là một cái khu vực mà được xem là bất ngờ và đang gây chú ý. Tuy nhiên thì cái sự trỗi dậy của lực lượng cánh hữu tại Âu Châu và Trung Mỹ đã gây bất ngờ. Thứ nhất là chiến thắng của bà Giorgia Meloni, đương kim thủ tướng của Ý, đã gây sửng sốt cho cả Âu Châu. Đây là lần đầu tiên kể từ đệ nhị thế chiến, đảng bảo thủ nắm quyền tại nước Ý. Chưa bao giờ có đảng bảo thủ nắm quyền tại nước Ý. Rồi chưa hết quý vị, chiến thắng của ông Javier Milei ở tại Argentina cũng đã gây sửng sốt cho cả thế giới. Khi mà Argentina từ một cái quốc gia nhiều năm nằm dưới sự cai trị của cánh tả, bây giờ chính thức đảng cánh hữu lên nắm quyền. Thì cái sự trỗi dậy của lực lượng cánh hữu tại Âu Châu, tại Trung Mỹ đã bắt đầu bùng dậy. Đó cũng là một cái sự chú ý của tất cả mọi người trên thế giới. Đương nhiên, những cái sự kiện mà nó được tiếp nối mỗi ngày, ví dụ như cuộc chiến tại Ukraine và tất cả những cái gì liên quan tới Ukraine, nó vẫn được nhắc nhở, nhưng mức độ không còn như thời gian ban đầu. Do đó, với cái quan điểm của tôi và phân tích cho quý vị thấy, thì năm 2023 là, phải nói là Man of the Year, là chính là ông Donald Trump. Ông là người đã gây chú ý nhiều nhất ở trong năm 2023. Đó là cái quan điểm của tôi, và nhắc lại cho quý vị nghe những cái sự kiện nổi bật của năm 2023. Đó là những gì mà chúng ta thấy được trong cái chính trường của Hoa Kỳ và kể cả của thế giới. Những ai chú ý, thậm chí là báo chí quốc tế vẫn không ngừng nhắc tới tên ông Trump cho tới giờ phút này. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện cuối năm của chúng ta, chương trình đặc biệt. Tôi đã lấy cái tựa là Donald Trump, The Man of the Year 2023. Là bởi vì chính ông là người đã gây chú ý nhất cho chính trường của Hoa Kỳ, nói riêng và trên thế giới nói chung. Tên của ông vẫn được xem là bao trùm tất cả các công ty truyền thông lẫn trong công chúng Hoa Kỳ. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều, và chúng ta sẽ trở lại trong cái chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả, và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.